Trong xã hội ấy, là chúng ta chia mọi người ra là bốn nhóm, chia mọi người ra là bốn nhóm khác nhau, bốn nhóm tính cách khác nhau. Các nhóm tính cách này nó thể hiện cái khả năng cũng như cách biểu hiện của họ khác nhau, rồi họ cũng biểu hiện cái cách nói chuyện khác nhau, cách sống khác nhau, cách suy nghĩ khác nhau. Và nếu mà chúng ta hiểu được họ, chúng ta sẽ biết cách làm sao để có thể ảnh hưởng đến họ và chúng ta dễ dàng lãnh đạo được họ, đúng không nhỉ? Và nếu như mà chúng ta trở thành master của này, am hiểu cái điều này, thì chúng ta trở nên một người nói chuyện rất là dễ nghe, rất là duyên dáng, rất là dễ chịu, rất là hòa đồng, rất là vui vẻ, và tự nhiên người ta thích nói chuyện với mình. Có một câu nói như này: đừng cố gắng trở nên thành công, hãy cố gắng trở thành người mà người khác thích làm việc cùng. Đừng cố gắng trở nên thành công, hãy cố gắng trở thành người mà người khác thích làm việc cùng. Đó chính là một cái keyword, là một cái từ khóa, là một cái câu mà mình rất là thích. Bởi vì nếu như mình trở thành người mà người khác thích làm việc cùng thì tức là gì? Mình có sự ảnh hưởng đến họ nhiều hơn, họ yêu quý mình hơn, họ tin tưởng mình hơn, mình dễ dàng ảnh hưởng đến họ hơn. Thì đó là một quá trình lãnh đạo, đúng không ạ? Ok. Và đầu tiên là chúng ta định đến nhóm D. Nhóm D là nhóm dominion hay là nhóm thống trị. Nhóm thống trị. Nhóm này thì có các cái đặc điểm sau: hành động nhanh, quyết nhanh, họ nghĩ gì là họ làm ngay. Đấy, nhanh, quyết liệt, hay áp đặt người khác, nói to, thích nói to. Đấy, thế tôi lớn, tôi cao, thế tôi rất là cao, sự tự trọng họ rất là cao, rất là tập trung vào mục tiêu. Còn họ tập trung vào mục tiêu, họ tập trung vào công việc, họ không tập trung vào con người, họ không tập trung vào mối quan hệ. Theo cái biểu đồ này, bên này là mối quan hệ, bên này là công việc, bên này là bên ngoài, tập trung vào bên ngoài, cái này là bên trong. Càng lên phía trên này thì họ tập trung bên ngoài nhiều hơn, xuống dưới này họ tập trung ở bên trong mình nhiều hơn, tức là nội tâm. Người này sống là bên là sống nội tâm, còn bên này là sống gọi là hướng ngoại. Thế thì cái đội này là cái đội mà mình nhận ra rất là dễ, vì ăn to nói lớn, lúc nào cũng như là thích làm chủ, thích làm gọi là đội trưởng, lúc nào cũng nói về tôi như này. Bây giờ nói tôi hoặc là sẵn sàng đấu tranh, sẵn sàng cãi nhau, sẵn sàng tranh luận, không ngại vấn đề gì, không ngại là không sợ mất lòng. Đó. Thì ai thấy mình giống giống cái nhóm này, giơ tay. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hay quá. Rồi thì cái nhóm này có cái yếu tố là họ quyết rất nhanh, nhưng mà có một cái yếu điểm đấy là hay bị lừa. Bởi vì ra quyết nhanh mà, quyết nhanh thì đôi khi là không chi tiết, không cẩn thận, mà là nhanh mà ẩu, nhanh nhiều đoạn. Rồi, nhóm này. Thế thì chút nữa chúng ta sẽ làm bài tập. Đó là chúng ta sẽ có hai nhóm, chúng ta nhớ được nhóm của mình chưa? Chúng ta nhớ nhóm mình chưa? Nhớ rồi đúng không? Chút nữa chúng ta sẽ làm bài tập và chúng ta sẽ tìm ngay ra trong nhóm của mình ai thuộc nhóm gì. Được chưa nhỉ? Cái thứ hai nữa là gì?
chúng ta sẽ phân tích xem là người đó họ thích mình đối xử với họ như nào. Được không? Sẽ nhớ là cái nhóm của mình nhé. Nhớ cái nhóm của mình. Tiếp theo là nhóm Y. Nhóm Y. Nhóm Y là influence. Đấy. Có thể tiếng Anh không chính xác. Xong. Tức là nhóm này là nhóm ảnh hưởng. Nhóm ảnh hưởng. Nhóm này có tố chất để lãnh đạo rất tốt. Bởi vì nó là nhóm ảnh hưởng. Nhóm này có tố chất để lãnh đạo. Rõ ràng lãnh đạo nó có tố chất đúng không nhỉ? Và lãnh đạo cũng là một cái quá trình đúng không? Và nhóm này thì nhỉ? Nhóm này thì nhiên là nói nhiều. Nói nhiều. Nhóm D thì họ chỉ nói khi nào họ cần thiết thôi. Nhóm này thì nói nhiều, không nói không chịu được. Thích nói. Nó lan man, nó lúc lên. Nhưng mà thích nói. Thích chém gió. Đấy, nói nhiều. Thứ hai nữa là gì? Là họ thích giao du. Đấy, thích giao du. Giao du. Mở rộng quan hệ. Kể cả là không phải vì công việc, nhưng mà họ cứ thích chơi với nhiều người. Mở rộng quan hệ. Nhóm này mà bảo là cho họ ngồi một chỗ, ngồi bàn giấy, họ chán, họ buồn, không làm được. Không phải là cái tính cách của họ, là họ không thích. Đấy. Nhóm này thì thường hay là chăm chút với bản thân, chăm chút với vẻ ngoài, vẻ bề ngoài. Chăm chút bề ngoài. Chăm sóc cho bề ngoài. Chăm sóc cho bề ngoài nhiều hơn là bên trong. Đúng rồi đấy. Không thích chi tiết, nhóm này thì đặc biệt là không thích chi tiết. Tức là những cái gì mà đọc con số mà chữ mà nhiều là ngại, đọc sách chẳng hạn là ngại vô cùng. Ai thấy ngại đọc sách chưa thầy? Ngại đọc sách. Toàn người đọc sách. Nhóm này thì họ có hành động nhanh, nhưng mà họ có một cái đặc tính vô cùng đáng quý đấy, họ rất là sáng tạo. Sáng tạo, có óc tưởng tượng tốt. Tưởng tượng tốt. Họ rất là hài hước. Nói chuyện với người này rất là vui. Họ thích vui. Là đi karaoke nhậu các thứ là vui là thích họ làm cái gì phải vui, không vui họ không làm. Đấy. Có phải có cảm hứng làm việc phải có cảm hứng, không cảm hứng nghỉ. Đó. Có ai thấy mình giống với nhóm này? 1, 2, 3 cô này hai nhóm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 không sao cả. Bởi vì sớm muộn gì mình cũng phải luyện cho mình tròn DISC. Sớm muộn thì DISC. Có thể là mình tròn bé này, nó có thể tròn to này. Nhưng sớm muộn thì phải luyện. Cái này là mình hoàn toàn có thể luyện được nhé. Nó sẽ có một cái này. Cái nhóm tính chất cách bên trong, tức là cái bẩm sinh của mình. Cái bẩm sinh của mình là nhóm này. Đấy là mình thích, tự nhiên nó như thế. Đó. Từ bé thôi, đã bị như thế rồi. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể luyện để mình trở lên tròn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình nói chuyện với người này mình phải biến thành nhóm này, nói chuyện với người kia mình phải biến thành nhóm kia. Ví dụ như cái ông này, ông thích nói nhanh mà mình cứ nói dề. Ông thích tập trung vào mục tiêu, tập trung vấn đề, cứ nói chuyện là sếp ơi, cứ đan man là sếp không thích. Rồi cuối cùng mày muốn gì? Em muốn xin nghỉ về quê. Thì nói luôn, xin nghỉ về quê em sao không phải cũng vòng vòng, đúng không? Thì cái nhóm này nó thích cái việc mà đi thẳng mục tiêu, đi thẳng vấn đề, đâm thẳng vào. Nếu mà có khó khăn, việc của nó là gì? Tập tạm khó khăn, đi thẳng qua khó khăn. Đó. Thế thì mình biết để mình là gì? Mình hành xử giống như vậy. Cho nên những người mà thành công ấy, những người thực sự rất là thành công thì họ nói chuyện với ai, họ nói chuyện rất là dễ nói chuyện.
họ rất là nhanh chóng để có thể là làm cho người đối phương cảm thấy là họ rất là đáng yêu, đáng mến, đáng gần gũi. Bởi vì họ có thể như con tắc kè hoa, họ có thể biến thành bất kể ai. Đó. Rồi tiếp theo là nhóm S. Ai thì cũng thích giúp đỡ, nhưng mà nhóm này nó sẵn sàng hy sinh cái quyền lợi, hy sinh cái tôi của họ để họ hỗ trợ cho người khác. Đó. Nhóm này thích chịu an toàn, cái gì không an toàn thì không làm, cái gì phải chắc này chắc chắn. Cho nên là ví dụ như là tiếp cận với cả nhóm này, nhân viên hay khách hàng mà mình vồn vã quá, mình nhanh quá, họ thích, họ giữ một khoảng cách an toàn khi nói chuyện. Nếu mà mình tiến sát vào gần họ, họ cảm thấy không an toàn, họ sẽ phòng thủ. Còn nhóm Y này khác, nhóm Y này vừa mới gặp là bố ngoài bắt tay như thân được. Nhưng nhóm này thì lại ngược lại, nhóm này thì nó phải từ từ. Ví dụ khách hàng nhóm này là từ từ nói chuyện, từ từ họ thích. Họ thích nói chuyện về cá nhân, gia đình. Đó. Chứ họ không thích nói chuyện về công việc, họ không thích nói chuyện về những cái gì đó bên ngoài, họ thích nói chuyện về cái gì đó bên trong. Nhưng mà họ chỉ nói chuyện khi họ tin tưởng. Nếu họ chưa tin mình thì mình đừng nói chuyện quá sâu. Nhưng mà mình làm họ tin rồi thì họ rất thích nói chuyện với mình. Thậm chí là gì? Họ nói suốt ngày được luôn, họ nói cả ngày luôn, nhưng mà họ chỉ nói với người họ tin thôi. Họ sẽ nói rất nhiều, nhưng mà với người nào họ tin, người nào họ không tin thì họ y không cậy được mồm ở đây. Đặc biệt là những cái người mà vào cái hội trường hoặc cái nhóm mà đông người lạ, việc đầu tiên họ sẽ quan sát, ngồi một góc quan sát. họ không buồn bã ra bắt chuyện bắt tay rồi giao lưu. Hai cái nhóm trên này thì nó sẵn sàng nó giao lưu bắt tay phá băng rất là nhanh, nhưng cái nhóm này phá băng rất chậm. Đó. Và khách hàng của mình nhóm này hoặc nhân viên của mình nhóm này thì mình mất nhiều thời gian cho họ, mất nhiều thời gian quan tâm hơn. Đó. Họ thích cái sự quan tâm, họ thích người khác quan tâm cho họ. Thì cái nhóm này thì họ không thích cạnh tranh, không thích cạnh tranh, tranh luận, tức là những cái mà ví dụ như cần được bảo vệ ý kiến là họ ngại bảo vệ ý kiến. Cho nên trong các cuộc họp hoặc trong các cái buổi mà thảo luận thường thì họ cho tất coi như là mày giỏi mày làm luôn, tao chỉ muốn nghe, không phát biểu ý kiến, bởi vì phát biểu ý kiến thì sợ sai. Có đúng không? Phát biểu ý kiến thì sợ sai, nhưng họ rất sợ, họ rất nhiều nỗi sợ, họ sợ nhiều, họ sợ không được yêu thương, họ sợ rất nhiều. Cho nên là gì? Cái nhóm này thường mất cơ hội, họ không quyết liệt, họ thường mất cơ hội. Cái nhóm này mà làm kinh doanh thì phải luyện thêm, nhóm này là làm kinh doanh phải luyện thêm nhóm Y hoặc nhóm D mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, tập trung vào công việc hơn và tập trung vào mục tiêu hơn, thì lúc đấy họ mới bớt sợ và họ mới làm được. Còn nếu như họ vẫn giữ cái tính cách của họ an toàn, đi ra ngoài đường họ sợ tai nạn, đi ra ngoài đường họ sợ da đen, da cháy da, rồi sợ rất nhiều. Cho nên là phải làm cho họ làm sao đấy dễ dàng an toàn, khó khăn là họ sợ. Nhưng mà cái nhóm này thì rất tuyệt vời,
Tôi họ rất quan tâm đến mọi người, họ quan tâm mọi người, cho nên thường ấy, là một người thích nói chuyện với họ. Bởi vì thứ nhất cái nhóm D, nhóm Y là rất thích nói chuyện với nhóm em. Bởi vì sao? Họ bị nghe. Ờ đúng rồi, ngày hai là nói nhiều, mà nói là mình nghe, mà nghe nó không phản kháng gì cả, nó đúng nó sai nó nghe, nó không phản kháng. Cho nên là thích nói chuyện với thằng này, nhưng mà làm việc với thằng này thì lại không thích. Làm việc với thằng này không thích bởi sao nhá? Việc giao nó mãi chưa xong chậm. Con này thì bảo nhanh lên từ từ là nó sao bộ được, cho nên nó chậm với công việc, nó sẽ không tiến triển, nó không tốt đó. Rồi tiếp theo nhóm C, à ai thấy mình thuộc nhóm F? À hay quá, tuyệt vời. Chút nữa mọi người sẽ thấy nhóm F mới là nhóm lãnh đạo thế giới. Nhóm F mới là lãnh đạo thế giới. Doanh nhân thì đa số thuộc nhóm D. Doanh nhân, chủ doanh nghiệp đa số thuộc nhóm D. Bởi vì họ khởi nghiệp vì cái gì? Họ khởi nghiệp vì cái gì nhỉ? Vì cái tôi của họ. Vì họ thích quay. Tổng giám đốc có 2 triệu là công ty, thế là làm giám đốc quay lắm. Nhưng mà đến 90% của doanh nghiệp chết. Có phải không? Bởi vì họ khởi nghiệp vì bản thân của họ, cho nên họ thua. Bởi vì nếu mà lãnh đạo mà chỉ nghĩ cho mình thôi thì nhân viên họ cũng theo mình không? Có theo không? Không. Họ cũng theo mình. Cho nên là đa số chủ doanh nghiệp, cái tầm chung chung, tầm thấp thấp, rất nhiều chủ doanh nghiệp ở đội này. Nhưng mà nếu mà thành công thì nó lại sang đội này. Đội này mới là đội quản lý được nhiều người, bởi vì nó là gì? Nó tố chất là tạo ảnh hưởng, mà lãnh đạo là sự ảnh hưởng thôi. Cho nên những cái người mà quản lý được nhiều người hoặc là lãnh đạo được nhiều người là nhóm này. Nhưng mà cái người mà giỏi tầm thế giới thì nó phải là nhóm này. Tại sao như vậy? Ví dụ như Bác Hồ có phải là người lo nghĩ cho mọi người hơn cả bản thân của bác không? Đức Phật có phải là luôn lo nghĩ cho người khác hơn chính bản thân của ngài? Nên là Thái tử đã chuẩn bị lên ngôi rồi, đúng không? Có tiền, có vợ, có con, mà ngài bỏ hết đi tìm cái chân lý, đi tìm cái tri thức, đi tìm cái giá trị để có thể cứu khổ cứu nạn cho cả nhân gian. Hoặc là nhận Chúa Giêsu, ông sẵn sàng tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh ông lên thánh giá. Chúng ta làm được vậy không? Nếu mà làm được thì chúng ta cũng lên thành thánh rồi. Rồi nhóm C là nhóm convenient. Cái nhóm này là nhóm tuân thủ. Cái tiếng Anh nó chỉ là ví dụ thôi, nó là minh họa, có thể nó không chính xác. Nhóm tuân thủ tức là nhóm này ấy, là thích làm việc có quy trình rõ ràng, quy trình văn bản rõ ràng, đấy, rất là tuân thủ chính xác, chu đáo cẩn thận, thích làm việc với con số, hay là thích làm việc với máy móc. Ví dụ như có những ai mà ngồi máy tính cả ngày cả đêm mà không chán, nhóm D này thì biểu tượng của nhóm D là con đại bàng. Nhóm này thì là con chức công. Nhóm này là con thú. Thôi, con thú bắt.
công. Chúa là vô công. Đó, đây là bố câu nhá. Bố câu là cứ chịu hòa bình. Nó này là cứ chịu hòa bình. Thế tại sao mà và những cái người như là mẹ Teresa rồi những người Diana là đều từ nhóm này hết. Nó có sự ảnh hưởng rất lớn. Sự ảnh hưởng rất lớn. Họ nghĩ cho người khác nhiều hơn cho nên họ trở nên để lãnh đạo mạnh mẽ hơn. Ok, thì đây nhóm C. Nhóm C là gì? Thích thức khuya dậy muộn. Đấy, tuân thủ, rất là tuân thủ các quy định của công ty hoặc là luật chơi đưa ra là rất tuân thủ. Họ ít khi phá luật. Còn cái thằng này, D này là thằng chuyên gia phá luật. Nó không thích. Cứ luật đưa ra là để phá. Quan điểm của đây là luật đưa ra để phá. Còn thằng C là luật đưa ra là để tuân thủ. Khác nhau hoàn toàn. Thằng này mà không phá được, có chữ quản lý. Thế này kiểu ví dụ như là 8 giờ có mặt thì kiểu gì cũng phải 8 giờ 10, 8 giờ 15 thôi đi. Có ai bị đến chạy đấy không? Có ai bị không? À có. Đấy, lý do đúng không? Rồi, nhóm C này thì họ phù hợp các cái vị trí là chuyên môn. Ví dụ như là giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ. Nhóm C này rất thành công nếu như họ làm chuyên môn. Ví dụ như Einstein có phải là người rất thành công không? Ông chẳng thích làm việc với con người, không làm việc nghiên cứu những việc của ông. Đấy. Rồi là những cái kể cả những nhà soạn nhạc rất nổi tiếng họ cũng là cái thuộc nhóm C. Họ làm cái chuyên môn của họ rất tốt, chuyên môn làm rất tốt. Như những nhà mà lãnh đạo con người thì họ bắt buộc họ phải chuyển từ nhóm C chuyển dần sang nhóm này. Ví dụ như đầu tiên chúng ta đi lên bắt đầu từ một người làm bất động sản. Đầu tiên là chúng ta làm đi làm chuyên môn đi bán bất động sản. Sau đó dần dần là chúng ta thấy rằng là mình cũng ngon rồi, mình làm cũng phải tốt rồi, thì mình có thể tự mở cái công doanh nghiệp riêng để khẳng định cái tôi của mình, để mọi người nể mình hơn, sợ mình hơn, tôn trọng mình hơn. Sau khi đấy bắt đầu mình đông người rồi thì mình phải làm sao để cho nhân viên của mình nó hiểu, nhân viên của mình nó gọi là truyền động lực, truyền cảm hứng cho nhân viên của mình ấy, thì nó phải sang nhóm Y. Lúc đấy mình phải vui vẻ, nói chuyện phải vui vẻ, nói chuyện cao khó khó như thằng này thì không ai nghe được. Thằng C là nói chuyện rất khó chịu bởi vì nó chả tập trung gì con người cả, nó chỉ tập trung về đến cái quy tắc rồi các cái gọi là quy trình rồi các con số. Nó là 1+1=2. Có thằng này 1+1 thì tùy tích bằng bao nhiêu được. 1+1=5, ok. Thằng này mà không, 1+1=2. Cho nên nó rất khó chịu. Nếu như mà nó không thay đổi thì không ai thích chơi với nó cả. Và cuối cùng là gì? Nó cứ tự kỷ với cái máy tính hoặc là với cái máy móc hoặc là với các con số, cái sổ sách. Thì các cô kế toán là hay ở vị trí này. Cái kế toán là nhiều khi này là nó chỉ tập trung vào con số, có khi nó không quan tâm đến mình nghĩ gì. Con số đúng sai thì nó chỉ có bảo vệ cái con số của nó. Thế thì để mà lãnh đạo thì chúng ta phải có cả bốn nhóm. Bởi vì nhân viên chúng ta có cả bốn nhóm, cho nên chúng ta phải có cả bốn nhóm. Và chúng ta phải biết là với cái người này thì mình phải đối xử như nào, với người kia thì mình phải đối xử như nào. Đúng không? Với thằng nhóm C này thì đừng nói chuyện trên trời, nó không thích. Nó bảo này, nói chả đáng tin này. Thằng nào nó chỉ tin khi có bằng chứng, khi có con số. Đưa bằng chứng này, đưa con số đây, con số đây ở đâu ra? Ví dụ như là chúng ta phải thành công thì nó bảo thế nào thành công, nghĩa là phải nhiều tiền, nó bảo thế nào nhiều tiền, nó phải con số cụ thể thì mới là cái mà nó nghĩ đến. Nó không có con số, hoặc là thằng này không kế hoạch, nó không làm được hiệu quả. Thằng này phải kế hoạch sáng mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì, xong mấy giờ làm gì thì nó mới làm được hiệu quả. Thằng này không kế hoạch là không biết làm gì luôn. Nhưng mà thằng này thì nó lại cần mục tiêu, nó không cần kế hoạch, nó cần mục tiêu, khác nhau chứ. Mục tiêu là gì? Là đạt được một cái vị trí nào đấy. Mục tiêu của nó là gì? Làm giám đốc. Mục tiêu là làm giám đốc. Còn thằng này
là mục tiêu kiếm bao tiền rất là rõ ràng, kiếm được 50 triệu một tháng, 100 triệu một tháng, con này rất rõ ràng. Còn thằng này mục tiêu thì nó chung chung hơn một chút, phải làm giám đốc đấy, hoặc là nhiều tiền. Thằng này thì mục tiêu của nó là gì? Mục tiêu của nó là làm sao vui, làm sao nhiều bạn thì nó thích. Thằng này thì mục tiêu là gì? Mục tiêu là gì? Nó giúp đỡ được nhiều người, hoặc là nó được nhiều người yêu quý. Cái thằng Y này thì nó vừa nó thích khen, thằng này thích khen, thực ra cả bốn thằng nào thích khen cả, nhưng mà thằng này khen sai lắm, cả thế giới biết là nó xấu nhưng mà mình khen nó đẹp nó vẫn thích. Tất nhiên là một người nó không phải có một nhóm, cho nên là nhóm khen thằng C này mà khen sai nó biết ngay, mà khen sai nó chửi ngay. Thằng C là một khen đủ, thằng C là một khen sai nó mắng ngay, cho nên là khen nó phải thực thật. Bởi vì nhân viên của mình khen sai nó không biết đâu, mà mình phải khen đúng không? Sau chút nữa sẽ đến lượt khen, bởi vì để mà mình ảnh hưởng, mình tạo ảnh hưởng cho họ, mình phải khen họ thay vì là mình chửi mắng họ. Chửi mắng nó ghét nghỉ luôn thì sao? Nhưng mà khen nó phải có nghệ thuật, khen phải đúng cách, khen sai nó nghỉ thì sao? Có hai khen mà khen xong rồi nó sướng quá, nó bảo ui tao giỏi, thì tao ra tao làm riêng thì tao cần gì làm mày, có phải không? Rồi, ok. Thì ai thấy mình giống giống nhóm C rồi giơ tay. Giống giống. Nói chung mình giơ giơ cả bốn nhóm. Đó là tròn rồi đấy. Thì giơ cả bốn nhóm thế là tròn đấy. Tròn là tốt. Nhưng mà mình tròn bé hay tròn to thôi. Đúng không nhỉ? Mình sẽ lệch cho nó như là cái chỉ số này, mình sẽ lệch cho đây, 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 lệch cho đây. Mình điền vào mình sẽ ra được cái chỉ số của mình. Đó. Tất cả những người mà có nhóm tính cách ngược nhau ấy, họ đều là người rất giỏi. Tại sao không? Bởi vì này, họ có nhóm tính cách này thì cái nhóm này nó có một phần giống nhóm này, có một phần giống nhóm này, đúng không? Và nhóm này thì cũng một phần giống nhóm này, một phần giống nhóm này. Nhưng mà nếu mà hai nhóm tính cách này ngược nhau thì họ rất là dễ dàng để đạt được cái tình trạng là tròn. Họ dễ dàng đạt được tròn. Đó. Hoặc là có người Y, có người C, có người với Y và C. Ví dụ như vậy, nghệ sĩ Hoài Linh là IC, ông ấy vừa là người biểu diễn, tức là những người Y là thường là người ảnh hưởng và những người thích những cái gọi là biểu diễn này, nghệ sĩ này, ca sĩ này, người mẫu này, MC truyền hình này, thì tất cả những người đấy đa số là Y. Nhưng mà ngoài đời ấy, thì ông ấy là gì? Là người rất là tuân thủ, rất là cẩn thận, rất là chi tiết. Chính vì ông chi tiết cẩn thận và chu đáo cho nên là gì, ông ấy tạo ra được những cái vở kịch mà nó hay và logic và nghe đi nghe lại và thấy hay. Ví dụ thế, hoặc là gì, nghệ sĩ là Sablo chẳng hạn, họ cũng là một cái người mà có cả C cả Y. Ở ngoài đời ông là người rất khó tính, rất là cẩn thận. Hoặc là mọi người biết Mr. Bean không, cũng là một nghệ sĩ hài đúng không, rất là hài hước vui vẻ và biết đây có sự hài hước, hài hước. Họ rất là hài hước, rất là vui vẻ. Nhưng mà ở bên ngoài khi mà ông ấy biên kịch thì ông lại cực kỳ chi tiết, cẩn thận và khó tính tất cả ekip làm phim luôn. Nếu mà mọi người nghiên cứu về những cuộc đời của con người thì mọi người sẽ hiểu. Thì đấy là những người mà rất là giỏi và rất nổi tiếng đúng không? Rất giỏi, rất nổi tiếng. Nhưng ngược lại, có rất nhiều người có hai nhóm tính cách này thì lại rất kém, rất tệ. Mọi người biết vì sao không ạ? Bởi vì họ mâu thuẫn nội tâm rất lớn, họ không biết họ là ai, họ không biết là họ nên làm như nào là đúng. Có lúc mà họ rất là muốn mạnh mẽ, rất là muốn bứt phá, rất là muốn phải khác người, phải thành công, phải thể hiện cái tôi của mình. Nhưng nó có một cái gì đó nó kéo họ lại, có lúc mà họ muốn xông lên phía trước nhưng mà có cảm kéo lại, đúng không? Cái thằng này làm chậm, thích thích an toàn, thằng này xông pha, thích khám phá. Thế thì hai thằng nó cứ đánh nhau, nó cũng ngồi đánh nhau cả ngày cũng chẳng ra được cái gì. Thế cho nên là gì, họ đấu tranh nội tâm rất lớn, họ đấu tranh bên trong nhìn ngoài không biết đâu, nhưng bên trong họ đấu tranh như là hai thằng này một thằng thì muốn bay bổng, muốn sáng tạo, muốn phát triển, nhưng mà một thằng thì là phải từ từ, cẩn thận quy trình chính xác. Cho nên nó có thể rất là tuyệt vời,
hoặc là nó có thể rất là chán, bởi vì có những thứ họ muốn nhưng họ không làm được. Thế thì nó phải có những cái cách nào đó để kích hoạt những cái tài năng, những cái tiềm năng của họ ở bên trong. Và khi mình biết được cái điều này rồi thì mình dễ dàng tìm ra cái điểm để mình kích hoạt. Đó là mình tách biệt hai cái con người đó ra. Nó giống như có những người bị đa nhân cách, về nhà thì một nhân cách, đến công ty thì nhân cách khác. Đến công ty thì hét ra lửa, nhân viên sợ một phép, về nhà vợ hét một phát, vợ nói một câu phát là sợ một phép luôn. Có ai biết thế không? Đã đấy có. Ra ngoài thì rất là mạnh mẽ, đọc người khác, nhưng mà về nhà thì ngoan như mình hơn. Hai thằng này nó giống nhau ở chỗ này này, nó tập trung vào công việc, nó không tập trung vào mối quan hệ, cho nên nó sẵn sàng tranh luận. Những thằng nào mà liên quan công việc thì sẵn sàng tranh luận, nó không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Nhưng là hai cái nhóm này nó giống nhau cái này là gì? Nó tập trung vào mối quan hệ, cho nên là mối quan hệ được ưu tiên cao hơn. Nếu mà nó tranh luận thì nó có giữ được mối quan hệ không? Nếu mà không giữ mối quan hệ thì nó không tranh luận. Còn thằng này là gì? Mối quan hệ không quan trọng là công việc, nó phải đúng. Thằng này là gì? Nó phải đúng, đúng quy trình, đúng luật, đúng cái nguyên tắc, đúng không? Cho nên thằng này sẵn sàng tranh luận, thằng này sẵn sàng tranh luận, đơn giản thôi, đúng không? Cho nên thằng C nó sẵn sàng tranh luận, bảo vệ ý kiến của nó hoặc là bảo vệ cái gì đấy, như em nói nó phải đúng. Nhưng mà mình phải xác định được đúng là mình nhóm tính cách nào. Đấy, nếu như bởi vì những người mà nhóm tính cách ngược nhau là hiếm lắm nha. Những người nhóm tú, những loại như là hiếm lắm. Bởi vì những người rất giỏi, những người như thế rất giỏi, rất được người khác nể, bởi vì họ làm được cái việc mà mình không làm được. Đấy, thì thường ấy là mình giữa hai nhóm giống như cạnh nhau này, IS hoặc NI, thằng nào mà mạnh hơn thì mình đọc trước, có thằng mình mạnh thiên về I hơn thì là IS, và thiên về S hơn thì là NI. Bởi vì là nhóm những cái cách cạnh nhau này, có những cái giống nhau, giao hoa với nhau, hoặc là SC, CF, CD, DS, DI, ID, rồi nhóm cách CID, DIC, DC, IDC, thì nó ra rất nhiều cái tính cách khác nhau. Xong lại DISC, IDCF, SCID, thì nó ra nhiều tính cách hơn nữa. Nhưng mà mình phải biết thằng nào là thằng thế mạnh, thằng nào là thằng trụ cột. Bởi vì sao nữa, khi mình biết trụ cột của mình thì mình dồn toàn tâm, toàn sức để mình bật nó lên, mình đánh bật nó lên. Einstein nói một câu là thế này: nếu như bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời nó chỉ dành, nó nghĩ rằng nó là kẻ ngu ngốc. Tức là nếu như mà mình cứ làm cái việc mà không phải thế mạnh của mình làm mãi nó không giỏi, một cái thằng mà nó chẳng cần phải học gì cả, không cái thế mạnh của nó làm thì nó hơn mình, đúng không? Bây giờ so sánh với con khỉ với con cá, bây giờ cùng làm bài test giống nhau thì con cá làm sao leo cây bằng con khỉ được, con khỉ làm sao bơi bằng con cá, đúng không? Thử xem hai con nào lặn được lâu hơn, cá lặn luôn ngày luôn, khỉ lặn ngày là có thể là nổi phành như ngay. Thế thì bây giờ mình lấy thế mạnh của mình chiến đấu, hay là mình lấy thế yếu của mình chiến đấu nào? Rõ ràng là mình ngoài kia mình rất nhiều đối thủ vậy, trong công ty mình còn có đối thủ ngoài kia, nên mình phải sử dụng cái thế mạnh của mình biết mình mạnh ở đâu, xong mình tập trung vào cái mạnh của mình. Đó, chút nữa mình sẽ nói về phong cách lãnh đạo. Những người nào ấy phong cách lãnh đạo như nào ấy, thì thường họ sẽ hút về phía dưới của họ những cái người giống như thế. Người nào nhóm D thì sẽ hút về nhóm D, người nào nhóm S hút về nhóm S, người nào nhóm Y hút về nhóm Y. Đội nào mà ăn chơi nhảy múa karaoke suốt ngày đi nhậu thì nó sẽ về với nhau, đúng không? Cái nhóm nào mà tuân thủ cẩn thận chi tiết các thứ nó hay chơi với nhau, nó hay về với nhau. Nhóm nào mà quan tâm hỗ trợ yêu thương thì nó hay về với nhau. Nhóm nào mạnh mẽ nhanh quyết liệt tập trung mục tiêu thì nó về với nhau, đúng không? Phong cách lãnh đạo của mình sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống bên dưới, và những thằng nào phù hợp thì nó ở lại, thằng nào không phù hợp thì nó ra đi. Cho nên mình phải biết một cái thế mạnh của mình là gì, phong cách lãnh đạo của mình không có đúng hay sai ở đây, bởi vì tất cả mọi người đều có khả năng lãnh đạo như nhau, đều có quyền và cái khả năng để mình rèn luyện nên khả năng lãnh đạo như nhau.
nhưng mà mình biết cái khả năng của mình là gì, biết cái bên trong của mình gì. Ví dụ như trước đây thì có một anh bạn là anh Hòa Châu Ly, anh Minh anh có cái văn hóa rất là hay, đấy là buổi sáng là tất cả nhân viên ra ngoài đường nhảy tập thể dục xong nhảy nhót ở Mỹ lên. Thế mình lúc đấy là mình cũng áp dụng về cho cái đội nhóm gọi là trà sữa Goki, cũng cho anh em ra nhảy. Thế mà mình thấy nó không đúng, bởi vì mình không thích như thế. Nhưng mà mình thấy nó hay, mình cũng áp trước. Nhưng xong rồi cho anh em ra nhảy, nhưng mình không ra, mình cũng ngồi trong. Thế xong rồi nó nhảy được vài hôm, xong rồi nó bảo không thích, thế nó lại không ra nữa. Thế mình bảo em phải ra, thì nó bắt mình phải ra. Thế cuối cùng là gì? Cuối cùng là nó không đúng. Nó không đúng phong cách lãnh đạo của mình. Nó có thể học được cách này cách kia, nhưng mà nếu mà nó không đúng phong cách lãnh đạo của mình thì nó sẽ không thành công được. Cho nên mình chính mình phải tìm ra cái phong cách lãnh đạo của bản thân mình, tìm ra cái văn hóa riêng của mình, tìm ra cái văn hóa công ty của mình dựa vào cái văn hóa của chính mình. Nếu mà mình là người tuân thủ thì mình yêu cầu anh em phải đến đúng giờ, nhưng mình không phải là người tuân thủ, hai thằng này nó không tuân thủ thì mình đừng yêu cầu anh em đến đúng giờ, bởi vì mình đến đúng giờ mình thấy khó khăn chết mẹ luôn. Mình bắt mọi người đến đúng giờ, xong rồi mình không đến đúng giờ mà mình bắt người khác đến đúng giờ thì là mình sai, bởi vì người ta sẽ nhìn theo cách mình làm chứ không phải là nghe theo cách mình nói, đúng không? Thế thì nếu mà mình muốn đến đúng giờ ấy, thì mình phải là thuộc cái nhóm này hoặc ít nhất là một nhóm này, đúng không? Thế nếu như mình thuộc nhóm này thì lãnh đạo mình là gì? Được cho mình thời gian thoải mái, nhưng mà kết quả phải làm về ra, đúng không? Mình không tập trung quản lý thời gian thì kiểu tập trung quản lý khác, nhưng mà ông này thì lại quản lý kiểu khác. Ông này là phải tuân thủ cái chuẩn chỉnh, đeo thẻ là phải chuẩn, mặc áo nó phải đẹp, đi tư vấn là phải caravan, người áo vest, quần âu, phi giày tây, đeo caravan, đeo thẻ tây, nó mới chuyên nghiệp. Ai thích điều đấy? Ai thích điều đấy? Đấy, toàn nhóm C nó thích thôi. Thật mà, toàn nhóm C, mấy người đưa tay toàn nhóm C đúng không? Đấy. Ai thích thoải mái, tự do, thích bay nhảy, thích sáng tạo, thích vui vẻ, đưa tay. Đấy, toàn nhóm Y nó thích thôi mà. Ai thích làm việc nhanh, tập trung vào mục tiêu và thành công nên anh thành thành công nhanh. Đấy. Và ai thích là những người yêu thương mà nó giống như một gia đình, mình quan tâm đến nhau, mình yêu thương nhau, mình chăm sóc nhau. Đấy. Đó là những người mình nói. Thì cái phong cách lãnh đạo nó sẽ quyết định toàn bộ là mình sẽ chọn ai vào đội nhóm của mình và ai sẽ ở lại đội nhóm của mình. Và tiếp theo nữa thì nó hình thành nên cái văn hóa của cái đội nhóm, cái văn hóa của doanh nghiệp, văn hóa công ty. Cái văn hóa nó chính là cái mà gì kết nối với giữa mọi người lại với nhau, chứ không phải là tiền nhé. Người ta đến với mình vì tiền, nhưng mà người ở lại thì khác. Đến với mình vì tiền, bởi vì đến đây họ kiếm tiền mà, đúng không? Đó, họ xin việc và họ kiếm tiền, đúng không? Thế nhưng mà họ ở lại với mình vì văn hóa, chứ không phải là vì tiền. Bởi vì nếu mà mình cứ thưởng tiền cho họ hoặc là tăng tiền cho họ tăng nhiều quá thì nó đến mức nào đấy nó thấy đủ rồi, nó không làm nữa, hoặc là nó làm ngon rồi, nó thấy tao giỏi rồi, tao giỏi hơn mình xếp rồi, tao nhảy ra tao làm riêng. Cho nên nó đến vì tiền thì sẽ đi vì tiền, nó chỉ ở lại khi mình có một cái văn hóa, có cái văn hóa đấy là chính xuất phát từ bên trong của mình, cho nên mình biết bên trong của mình là ai. Đó. Những cái nhóm này họ thích được đối xử như thế nào và mình lên kịch bản để mình đối xử với họ. Đầu tiên ấy là mình phải biết họ muốn đối xử như thế nào, mình lấy chính bản thân mình ra, mình là nhóm gì, sau mình thích được người khác đối xử mình như thế nào, đúng không? Sau đó thì mình tổng hợp lại thành bốn cái nhóm như này, và sau đó nhân viên của mình, khách hàng của mình áp mấy cái đấy là mình áp, mình xác định họ là nhóm D thì mình sẽ đối xử với họ như thế nào, mình biết là họ nhóm Y thì mình đối xử như thế nào, bởi vì luôn luôn mình phải tìm ra cái nhóm tính cách nổi trội của họ, nhóm mà họ thể hiện ra ấy. Còn ở nhà như nào mình không biết nhá, bởi vì khi mà DIC nó tùy vào môi trường khác nhau, họ thể hiện khác nhau, nếu họ thể hiện môi trường như nào thì mình cứ biết là họ nhóm đấy thôi, còn ở nhà nó là họ thì mình hãy
đưa ra cái thứ mà mình muốn được đối xử.